Trời ơi, mấy cái đĩa phim mẹ thích cũng của nó đem qua nè. Vậy sao? Nè, chưa coi hết. Mấy mình mướn lại nó được không? Rồi mấy đĩa ca nhạc. Nó lên mà đúng gu của ba khoái không? Trời, cái nào cũng có chữ Kim Long hết vậy đó hả? Rồi, có đĩa hoạt hình của cô Bo nó đem qua luôn. Giờ lấy đi, cô Bo khóc nè. Mấy cuốn sách này là của ông Long hết hả con? Dạ, đúng rồi mẹ. Hồi xưa đến giờ con toàn học sách của ông Long không à. Cả đều là của Kim Long. Giống như mình đang dọn nhà vậy trời. Trời ơi, không tin, cái này cũng của Kim Long. Cái này cũng của Kim Long. Nè, của con nó con đem về đi. Rồi xong, đóng thùng lại. Chưa. Chưa gì nữa? Còn cái quần nữa chú. Quần này của vợ tôi mua. Quần ông nội đang mặc. Hả? Cái gì? Sao con biết là quần của con? Con có thêu chữ Kim Long ở dưới cái lai quần nữa. Khỏe không? Trời, có chữ Kim Long thiệt rồi ba. Trời ơi, trời ơi, sao ba lấy quần quá bận gì vậy ba? Đâu có lấy, ba thấy trong tủ lâu rồi mà.
Thôi ba ơi, cởi ra trả nhỏ đi. Cởi hả? À, rồi, để tôi vô tôi thay, tôi trả cho. Trời ơi. Rồi đó rồi, xong rồi, đóng đóng thùng lại đi. Chưa. Cho con lấy cái này. Ê trời đất ơi. Đồ dẻ mà. Cái đồ dẻ của bà mà con cũng lấy nữa là sao? Dạ, cái này là khăn lau mặt của con. Mà cả nhà không biết, cả nhà lấy làm lùi rẻ bà. Trời, cái gì vậy mẹ? Sao cái khăn của con thằng nhỏ mà mẹ cũng lấy làm lùi rẻ? Rồi thôi, coi như gia đình tôi xin lỗi rồi, về giặt rồi chùi mặt lại. Dạ. Rồi xong đóng thùng lại đi. Dạ chưa. Cái TV là của gia đình này nha. Sai nha con. Dạ không, con lấy cái này. Ê chú ơi, nhìn cho kỹ đi, cái bánh này có chữ Kim Long không? Dạ không, cái này cho con xin. Dạ cảm ơn. Mình ơi, phụ xách đồ giúp tôi đi. Nó đứng ra mới cho con làm. Bản thân của con hả bá? Nó đánh đồ vào. Rồi đó xong thì khi nó xuống nhà đi. Dạ. Ê Minh ơi, nhớ nói với ông cậu là giặt quần rồi gửi bưu điện về nhà cho tớ nhé. Ông yên tâm đi. Ừ. Ủa mẹ, con có cảm giác giống như là Kim Long nó vô nhà mình, nó siết nợ nó đi vậy đó. Long không đòi quà mà Long. Long. Cho chú bút về đó con. Ra mở cửa cho chú vô. Dạ. Đứng mở cho. Thôi chờ bút vô ăn luôn chứ tôi. Ngó con ba mà cũng em út trong nhà không hả? Ăn đi ba. Ba ít. Không lẽ nó vô cái ba gì hết. Rồi bà đứng lên kỳ. Trời ơi. Rồi cái tự nhiên ba ngưng. Cái tụi con phải ngưng luôn. Dạ bạn ngưng luôn anh. Mọi người ơi. Dạ được kìa. Cái gì không? Ủa sao con lại quay lại vậy? Hả? Không, về nhà mà gia đình con đi hết rồi. Con đói quá nên con mới quay lại đây. Dạ không có ai ở nhà hả? Dạ không. Vậy thôi ngồi vô ăn cơm luôn đi con. Dạ. Con cảm ơn ông. Gia đình tha lỗi cho tôi rồi. Chứ trước khi mà con ăn cơm cả nhà phụ con bê mấy cái thùng ngoài kia nha. Nè, con kêu thằng bạn đời của con á ra ngoài khiêng vô. Dạ, hai đứa khiêng vô đi rồi ăn luôn. Dạ. Người ta nói là con cơm nữa. Cổng rắn cắn gà nhà, còn con là cổng bạn về nhà ăn chợ. Đi vô rồi đây. Con nghe được chưa?